Bà lão kia, bà muốn tìm ai mà lãng vảng ở đây? Bà không biết nơi đây là... Là cung son điện ngọc của nhà vua. Còn tôi đến đây để tìm nó. Nó nào, bà phải cẩn ngôn trọng lời trước mặt một công tước của triều đình. Bà nghe chưa? Dạ nghe rồi. Dám thưa ông công tước, ông giùm bảo với nó là có mẹ nó đến tìm. Nó nào? Vua. Đức vua à? À, có phải bà là từ ở An Giả Sơn đến đây để tìm tên thợ săn cán tội làm vua giả đó không? Phải, nhưng nó không phải là vua giả như ông đã tưởng đâu. Nó chính thật là hoàng tử Quy Tâm đó. Nhưng bà là ai? Bà là ai mà biết hoàng tử Quy Tâm? Có phải bà là Thùy Dương, vợ của tên cận vệ Đạt Vân đó không? Vâng, tôi đây. Nhưng ông là ai? Tôi là Đạt Vân đây. Trời ơi, phu quân, có phải thật phu quân đây không? Phải, tôi đây nè, mình ơi. Phu nhân ơi, 18 năm nay ta xuôi ngược tìm kiếm phu nhân khắp chân trời góc biên. Dây biết bao là nỗi nhớ niềm thương mang nặng trong lòng. Nhưng mỗi ngày qua càng vắng bặt tinh hồng. Đêm ngồi nghe trong đêm canh trước ngọn đèn khuya lục bắc mà không hay lệ nóng trào tuôn. Khi còn là một gã lay buông suốt ngày đêm ngồi trên lưng ngựa, ta mơ về quê xưa ôn lại hình dáng của vợ hiền đã mười sương đắp. Bị người ta sát hại, tiếp dối vòng hoàng tử Quy Tâm tìm phương tị nàng. Nhưng thân phận của thiếp chỉ như chiếc thuyền con giữa mùa giông, đó biết nơi đâu là bến đó an lành. Ngài thì lần trốn đời đêm lên để giữ suối băng rừng, bước lưu lạc đưa thiếp đến An Giả Sơn, một thôn xóm hiu hắt buồn tên có đứa con nuôi làm lẽ sống để mà vui. Qua xuân đã 18 lần thái hương đổi sắc, nhưng lòng người có vô không biết có mùa xuân. Nàng có biết thằng Đạt Chân con của chúng ta bây giờ nó ra sao không? Làm sao thiếp biết được? Trời ơi, làm sao tôi hình dung được giờ này hồn máu của tôi nó ra sao? Nó hiện làm vua, là chúa của dải đất bạc xa này. Nó là vua, con của tôi là vua. Bà ơi, trời đất đã ban phước lành cho chúng ta, ngài tương hội tượng không còn hy vọng, lại đột ngột đến như giấc mơ. Chưa trở giấc thấy an nhàn phú quý, chúng hưởng nhìn qua. Ta sẽ tâu với ông vua con của chúng ta, xin cho bà ngôi nhất phẩm, và ta sẽ bàn với ông công tước Đạt Vân để bà làm mà vợ trọn đời. Ông bà thánh thượng và hoàng hậu vạn tuế. Vạn vạn.
Dạ ơn, dạ ơn. Thần kính chúc quân vương và hoàng hậu trăm năm bền duyên tơ tóc. Ngày đêm nay trong khi quân vương và hoàng hậu uống rượu tân hôn, bên ánh đèn qua chúc thì thần đây đã vĩnh biệt kinh kỳ. Kìa, sao năm tước nói gì với những lời trăn trối? Bệ hạ ơi, thần như con bệnh trong giờ hấp hối, thể xác còn đây nhưng tim não đã nát tan rồi. Nhìn quân vương và hoàng hậu đẹp lửa đôi, thần đang khóc cho mối tình đầu tan giờ. Nàng đã nói dù có tan thương dấu bể, dù bạo lực của một ông vua cũng không chia sẻ được mối tình. Nhưng hỡi ơi, bảo ngọc trân châu và gặp lụa kiêu sa đã cướp nàng ra khỏi vòng tay của hạ thần mãi mãi. Nàng đã quên lời hứa hẹn, bỏ nam tước tìm đến miền có lão hoa thơm. Bệ hạ ơi, vì thần không thể xây cung điện quý nga cho nàng dạo gót sen chờ trăng lên mà xem quá nở, nên nàng đã tao thân cho một kẻ quyền quy sang cả bỏ mặt thần bỡ dơ như cánh nhạn kiêu sương nức nở giữa đêm trường. Tội nghiệp cho nam tước biết bao nhiêu, đã lắm phen thằng này muốn gọi tên nàng, nhưng vừa cất tiếng bậc trào dân quốc nghẹn, đành chôn chặt niềm cay đắng tận đáy tim. Nàng đang lộng lẫy uy nghi như một bà hoàng trấn chính bệ, còn chồng nàng chỉ như một vị quân vương, còn thằng chỉ là tên lính ngự lâm hầu hạ ngày đêm để mà xót đau nhìn người yêu trong nhung gấm vàng son. Nam tước có một lối ví dụ nghe cũng hay hay, nhưng nàng là ai, hiện ở đâu? Không, nàng đang ở tại kinh kỳ. Chỉ vì nàng mà nam tước muốn xa đi à? Thế nhân có năm bài đường thải đồi, có trăm ngàn lỗi phu phàng nhau. Nam tước có xét kỳ cho hoàn cảnh người ta chưa, mà dồi kết án người ta giống thề bôi ước. Sa mà hoàng kim chẳng là điều kiện giúp người ta tìm ra hạnh phúc. Nó duy như một loài ngục tù êm ấm, trói buộc xác thân. Lắm khi người ta gượng cười gượng nói bên ngoài, nhưng trong lòng nào này tan nát. Ai ai cũng muốn được mang tiếng tốt rằng mình tròn thủy gian chung, nhưng định mang trờ triêu mà mình không cưỡng được, nên đành phải lắng câm mà nghe người yêu nguyền rủa chẳng thương tình. Tâu bệ hạ, công tước đặt dân kính thỉnh bệ hạ ngự đến cơ mật viện. Ta sẽ đến ngay, nam tước ở đây chờ, trẫm sẽ trở lại. Xin tuân mạng. Nam tước, ta nghĩ rằng với tấm tình của nam tước chắc không hẳn là sự thật. Tâu hoàng hậu, thằng lớn đến giữa núi rừng với những người chắc phát chung quanh, thằng chỉ quen nói thật chứ không hề bịa đặt. Ta tưởng xưa nay chỉ có hàng cùng đỉnh áo rách mới bị tình nương ruồng rầy phù hoàng. Hoàng hậu đã lầm khi tưởng tôi là một nam tước giàu sang. Sự thật tôi chính là gã thợ săn nghèo mạt, sống với mẹ già nơi miền quan dạ An Dạ Sơn Hiếu. Ali Khan, Ali Khan, muốn tâu ngày nay hoàng hậu đã là một vị mẫu nghi thiên hạ, còn gã thợ săn Ali Khan chỉ là một thứ dân. Sự hèn sang đã phân biệt rõ ràng, xin hoàng hậu hãy quên đi dĩ vãng để sống yên vui trong cuộc đời vàng son dưỡng già. Không, A
Tại sao muôn đời là đọa hoa của sa mạc khô khan cắt vàng nắng cháy? Là người yêu môn thôi của gà thờ xanh đã cùng ngày xa ước hẹn bùi ba đâu. Em không ước mơ ngôi hoàng hậu của triều đình, mà chỉ muốn trở về ăn gia sơn yêu dấu bên mái liều những kẻ thân yêu. Ông ở đây trong quanh que cô liêu, chỉ có cung điện quy nga là vàng nằm ngọc, chỉ có tiếng xưng hô lời chúc tung mà dẫn bóng bàn chúng tình. Bà bảo là bà chỉ muốn sống với người yêu, tới an giả sơn yêu anh, sao lại lạc lòi đến tận hoàng cung? Bà bảo là bà mãi mãi thủy chung, sao lại quy nghi trên chính từng ngôi bao? Em rời bỏ an giả sơn năm giây, về kinh thành là để tìm gặp người thương. Nhưng người thương đã trôi giạt hà phương, rồi người ta dùng uy quyền đã buộc em phải làm hoàng hậu. Em gương sống lại đây chờ gặp người yêu cũ, nay gặp nhau sao ai nỡ nắng lời. Tại vì tôi cảm thấy mình ngu dại, ai phụ mình sao mình mà yêu ai? Xa này trọn cuộc đời yêu ai yêu chỉ một người mà thôi. Ali Khan, tên chiến vị khốn nạn, hãy quỳ xuống chịu chết. Không, Ali Khan vô tội, Ali Khan vô tội. Xin hoàng hậu hãy giáng ra cho thần làm phận sự, quỳ xuống. Phu quân hãy dừng tay lại để tiện thiếp kể cho bệ hạ nghe những ân tình sâu kinh. Đã bị các buổi thời gian chôn chặt 18 năm trường. Mẹ, mẹ, bệ hạ không phải là dòng máu tiên hoàng. Lão phu nhân nói gì? Con chính là con của mẹ, và đây là cha ruột của con. 18 năm nay con là chiếc lá lạc loài, bây giờ hãy về với gốc hồn coi rề. Hãy trả ngôi hoàng đế cho hoàng tử Ali Khan, và trở lại phần bề tôi cho vẹn nghĩa quân thần. Công tước, lão phu nhân nói gì mà trẫm không hiểu? Dạ tâu, tâu, ở phu nhân của thần sắp điên rồi. Không, phu quân đừng bưng bít sự thật. Đạt phương cung, câu chuyện 18 năm dài gần như bị chôn vùi với các buổi thời gian. 18 năm mẹ sống trong nỗi nhớ niềm thương đứa con xa cách, rồi gặp con ở An Giả Sơn heo. Ôi đứa con mẹ thương nhớ 18 năm đã không nhìn nhận mẹ, nay đang thiêng liêng xuôi khiến tất cả mọi người gặp lại. Sơn,
Tất cả lời lẽ của Đạt phu nhân là sự thật 18 năm xưa. Công tước, có thật ngài là cha ruột của trẫm không? Trời ơi, sao mà phu quân lại im lặng? Đạt Phương con là con của cha mẹ đây. Còn con không phải... Hoàng tử là con của Tiên Dương. Hoàng tử tên thật là Quý Tâm. A Ly Khang chỉ là cái tên giả. Không, con là A Ly Khang. Chỉ có con là con của mẹ mà thôi. Trời ơi, sự thật đã phơi bày mà ta tưởng mình còn nằm trong ảo mộng. Ui ngai vàng và dương niệm, mi đã trang trí cho ta thành một tấn quân dương. Còn dòng máu trong châu thân thì thuộc vào một tên quân cận vệ. Cha những mong muốn vua ban chúa, để ngày nay con phải lỡ cười lỡ khóc. Con khóc cho mối tình đâu vì đâu tan vỡ, và lỡ cười cho số phận một vì vua mắc chiếc ngai vàng. Ta sẽ lìa bỏ cung son để vui thu giang hồ. Ai sai tay yêu nàng vì giọt nước mắt chung tình mà nàng đã thường khóc tình quân, khiến cho ta dừng bước lạc du trở lại ngay ròng lòng những mong làm cho ai kia thỏa già. Lại ta muốn mong sa mạc được tìm tô nơi quyền ngữ quyền. Tâm lòng của bệ hạ thần thiếp xin muôn kiếp đội ơn, nhưng A Ly Khang là lẽ sống thiêng liêng của con tim thần thiếp. Chiếc ngai vàng kia bệ hạ cứ ngồi, còn bóng hồng nhỏ xin trả về cho sa mạc. Hãy ngồi đi. Không, chiếc ngai vàng kia của dòng dõi Hắc Sơn, còn giờ đây ta là một thứ dân của sông núi bạc xa này. Chiếc ngai vàng kia là bệ hạ lên ngồi, bóng hồng đó vẫn còn nơi ngự quyền. Thần chỉ cầu xin bệ hạ đại xá cho hai đấng thân sinh, rồi thần sẽ cùng mẹ cha lên đường về An Giả Sơn yêu mến, tìm quanh lạc bên cây cung chiếc na như ngày nào bệ hạ vẫn còn mến con. Phải đó con, giờ cha mới thấy lòng tham đã thâm mệt. Đấng A-la-hán đã cho cha con chồng vợ trùng phùng, cha thấy hạnh phúc đó quý giá hơn cung vàng điện ngọc. Tâu bệ hạ, chúc thần xin bái biệt.
xin mẹ ở lại đây, mẹ hãy ở lại đây như những ngày nào mẹ con ta sống tại miền sơn giả mến yêu. Con vẫn biết dù mẹ không sanh con ra, nhưng ơn dưỡng dục sánh bằng trời biển. Mẹ hãy ở lại đây đừng bỏ con mà đi đâu. Còn bệ hạ, xin bệ hạ hãy gọi thần là Đạt. Đạt Phương, đời ngươi có lẽ rất nhiều hạnh phúc, vì ngươi từ đây được gần mẹ gần cha. Còn ta kể từ đây sẽ chôn mồ côi trọn kiếp ở giữa cung vàng. Bệ hạ đã ban cho kẻ hạ thần một chân hạnh phúc của con người. Tấu bệ hạ, đội ơn hoàng thái hậu, chúng thần xin giả biệt. Phong trần thương cho ai xa với bao câu thề dọn tình. Phong ba giang lao gió mưa qua, thể lương đau thương cũng xa dần. Hôm nay yên vui hát ca cho đời hiệp qua. Hát hát ca la 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 la, mùa nắng ấm mang ơi đến. Muôn tình yêu chẳng chứa bao tình, với bao niềm vui truyền miên, với bao niềm vui truyền miên, với bao niềm vui truyền miên, với bao niềm vui.